Đức thường làm sao làm cho nó chụp hình không nhỉ? Cầm của ai á, trên cái cầm vào cái bánh như nào nè, nó thường làm gì nhỉ? Để cho ra cái bánh đi trong nhà vậy đó, đi cho ta cái bánh đi để nhảy quà. Bò đi theo nổ ấm chỏ thì chụp hình theo cô. Cái này là cái gì đấy? Cái gì đấy? À, xúc miệng cái bánh ra rồi.